Chào mừng các bạn đến với channel của Dora. Điều gì sẽ xảy ra nếu CP không, không can thiệp lúc Luffy đấu với Kaido? Luffy cũng vẫn sẽ thức tỉnh trái ác quỷ của mình nếu như CP không, không can thiệp vào trận đấu của cậu với tứ hoàng Kaido trong One Piece chứ? Trong One Piece chấp 1042, một tên CP không đã bất ngờ can thiệp vào trận đấu của Luffy. Điều này khiến cậu bị tứ hoàng Kaido tấn công do Luffy chưa có đủ thời gian để sử dụng cuộc tấn công mà mình đang chuẩn bị tung ra. Kaido rất tức giận về điều đó. Đến nỗi trong One Piece chấp 1043, hắn dường như đã giết luôn tên CP0. Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu như CP0 không, không can thiệp lúc Luffy chống lại tứ hoàng Kaido? Đây là giả thuyết. Một, ngay cả khi không bị tên CP0 can thiệp, Luffy có thể vẫn sẽ thua vào thời điểm đó. Kể từ One Piece chấp 1041, Luffy đã nói rằng đó sẽ là lần sử dụng gear 4 cuối cùng của mình. Trong chấp 1042, Cậu dường như sẵn sàng để tung ra một cuộc tấn công có thể là đòn tấn công cuối cùng. Luffy đã nói rằng nếu nó không đủ thì mình sẽ thua. Bây giờ, mọi người hãy nhìn xem chuyện gì xảy ra với Kaido lúc này. Hắn đã phải chịu một số đòn tấn công mạnh mẽ tới từ ghiêng năm nhưng vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Vì vậy, ngay cả khi Luffy tung ra được đòn tấn công mà cậu chuẩn bị ở One Piece chấp 1042, nếu nó đánh trúng Kaido thì có khả năng hắn vẫn sống sót sau đòn đó. Lúc này Luffy sẽ thua. Nhưng nếu vậy thì tên CPU không lại không bị Kaido đánh bại bởi không hề can thiệp vào cuộc chiến. 2. Luffy có thức tỉnh trái ác quỷ hay không? Ngay cả khi không bị quấy dày, nhiều khả năng Luffy vẫn sẽ thua Kaido. Nhưng nếu giả sử cậu không bị CP không can thiệp, liệu Luffy có thức tỉnh được trái ác quỷ của mình hay không? Chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn điều gì đã giúp cậu thức tỉnh. Là do không muốn thua Kaido sao? Nếu đó là nguyên nhân duy nhất thì sau khi Luffy bị Kaido đánh bại mà không hề có bất kỳ sự can thiệp nào từ CP không, có thể cậu sẽ thức tỉnh. Nhưng cũng có một khả năng khác. Đầu tiên, trong One Piece chấp 1042, Luffy đã sẵn sàng để tung ra một cuộc tấn công mạnh mẽ. Theo logic thì cậu sẽ dồn toàn bộ năng lượng còn lại của bản thân vào đoàn đó, vì Luffy cũng biết rằng đây là cuộc tấn công cuối cùng của mình. Nhưng cậu không bao giờ có cơ hội tung ra nó, vì bất ngờ bị tên CP không can thiệp. Ví dụ, Điều gì sẽ xảy ra nếu hành động này thực sự khiến một phần năng lượng từ đòn tấn công không được sử dụng vẫn tồn tại trong cơ thể của Luffy? Sau đó, chính nó giúp cậu trở lại rồi thức tỉnh trái ác quỷ. Tôi nghĩ như thế này, có lẽ nếu Luffy tung ra được đòn tấn công đó, cậu có thể sẽ hoàn toàn cạn kiệt năng lượng. Rồi sau khi bị Kaido đánh bại, Luffy không thể đứng dậy được nữa mặc dù lẽ ra cậu đã thức tỉnh trái ác quỷ. Thứ hai, Tôi thực sự nghi ngờ rằng một trong những yếu tố giúp Luffy thức tỉnh là cậu cảm thấy không hài lòng khi cuộc chiến của mình với Kaido bất ngờ kết thúc như trong chấp 1042. Trước khi có cơ hội để tấn công, Luffy đã bị tên CPO không can thiệp. Kaido không hề hài lòng với điều này. Tôi nghĩ Luffy cũng cảm thấy giống vậy. Tôi không ngạc nhiên nếu điều này thực sự giúp cậu thức tỉnh. Vì Luffy muốn tiếp tục chiến đấu do cuộc chiến của cậu với Kaido bị gián đoạn và điều đó đã giúp trái ác quỷ của Luffy thức tỉnh. Quyết tâm của cậu có thể vẫn còn cháy bỏng ngay cả sau khi bị đánh bại, bởi vì thất bại này của Luffy là do tác động từ các yếu tố khác. Trong khi đó, nếu ví dụ như Kaido đánh bại Luffy mà không nhờ trợ giúp, thì cậu có lẽ sẽ không có cảm giác đó. Và Luffy tấn công được, nhưng Kaido vẫn có thể phòng thủ, sau đó phản công lại. Một trận thua như vậy thực sự có khả năng khiến Luffy không thể trỗi dậy được nữa, bởi vì cậu sẽ cảm thấy thất vọng sau khi bản thân dồn hết sức lực vào đàn đó. 3. Vậy sự can thiệp từ tên CP không có thực sự giúp Luffy thức tỉnh không? Dựa vào lời giải thích ở trên, tôi nghi ngờ rằng sự can thiệp từ tên CP không thực sự đã giúp Luffy thức tỉnh trái ác quỷ. Tôi cảm thấy có khả năng nếu cậu với Kaido chiến đấu liên tục, Luffy sẽ cạn kiệt năng lượng và bị đánh bại bởi đối thủ. Sau đó, cậu có thể không đứng dậy được nữa vì đã hết hoàn toàn năng lượng rồi hoặc vì bị Kaido tấn công tiếp. Trong khi đó, do có tên CP không can thiệp, cho nên hậu quả bây giờ chúng ta đều có thể thấy được. Mặc dù bị trúng đòn của Kaido, nhưng hiện tại Luffy đã thức tỉnh trái ác quỷ và trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sẽ khá thú vị nếu hóa ra nỗ lực muốn giết Luffy của ngũ lão tinh lại vô tình khiến cho cậu càng trở nên nguy hiểm hơn. Nhưng tất nhiên, đây chỉ là giả thuyết của tôi thôi. Chúng ta sẽ xem sau này liệu Thánh ở dạ có giải thích rõ so ràng rằng có những yếu tố nào đằng sau việc thức tỉnh trái ác quỷ của Luffy hay không. Bạn nghĩ sao? điều gì sẽ xảy ra nếu tên CP không không can thiệp lúc lúc phi chống lại tứ hoàng cai Hãy viết ý kiến. Cảm ơn các bạn đã xem, nhớ để lại ý kiến và cho mình xin một like, một đăng ký nhé.